Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cục đẩy QT Acoustic E4 Pro Max. Nghe cái tên thôi đã nói nên là cứ tất cả rồi đúng không ạ? E4 Pro Max. Như ngày trước em có giới thiệu các bác là đẩy E3 Pro đấy, và E4, thì con này là E4 và Pro Max bản nâng cấp đặc biệt của dòng QT Acoustic. Con này sử dụng tổng công suất máy là 32 sò. Mạch trong con đẩy này thì dùng như mạch gọi là mạch NA. Đấy, mạch NA danh tiếng của thương hiệu Mỹ. Con này là 32 sò, tương đương 16 sò công suất một vế. Bây giờ sẽ tính công suất theo cấp độ nhân như thế này. 16 sò công suất đúng không ạ? Nhân với 75W một con sò. Đấy, công suất tối đa bằng 1200W 8 ohm. Nếu mà 4 ohm thì nó vào tầm 1800W đến 2000W. Cho tầm 2000 đi. 4 ohm thì đạt 2000W trên một kênh, nếu mà 4 ohm đúng không ạ? Các bác nếu mà các bác đánh hai kênh dồn tải là 8 ohm thì của nó là vào 2400W. 8 ohm hai kênh 8 ohm. Hai kênh các bác gạt là bright, tức là dồn hai kênh là một đánh tải một chiếc loa súp thì là vào khoảng tầm 2000 đến 2200 thì 2400W. Tức khoảng tầm 2200 thôi, chứ nói 2400 thì nhân đôi hoành tráng quá đúng không ạ? Đấy. Và nếu như các bác dồn tải hai kênh lại là một và đánh súp 4 ohm, tức còn súp kép, tức là dồn hết công suất của con cục đại này mà đánh 4 ohm thì nó vào 4000W. Đấy, thế nên là E4 mã của nó nói lên tất cả. Cái mã sản phẩm nó nói lên tất cả. Với con này thì có trọng lượng là vào 19 cân. Đấy, xin nữa thì 19 cân. Khoảng tầm 19 cân. Đây là trọng lượng nguyên bản của máy. Đây là dây nguồn này. Đấy, về là nguyên đăng nguyên kiện, tem bảo hành em còn chưa thèm bóc này. Đây. Đấy, có tất tần tật như này thôi, em chưa thèm bóc ra, em không tháo ra. Con này máy NA thì ở trên website của hãng là có để thông tin. Thì em cũng xin giới thiệu qua với các bác này như này. Với con này thì các bác chơi phòng hát, karaoke gia đình, hoặc là các bác nắp trong vũ trường, hoặc là các bác làm live show sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ thì các bác chơi con này. Một con này nếu mà đánh tải 4 ohm trên một cửa kênh, một kênh này, một kênh là 1200W 8 ohm nhá. 4 ohm nó vào tầm 2200W, cứ tính 2200W thôi. Là các bác một kênh có thể đánh được một đôi phun đôi 40 rồi. Đấy. Còn súp kép 40 thì nói chung là đánh nó có thể là hơi đuối một tí. Tầm 2200W. Nói chung là hàng Trung Quốc thì cũng không có gì quá là cao siêu các bác ạ. Hàng mang từ nước ngoài mang về, cụ thể Trung Quốc. Đấy. Thì con này là được nhập khẩu về Việt Nam có thuế tất tần tật. Đấy. Cái này em sẽ test trong clip chiều tối ngày hôm nay. Sẽ cố gắng test Professional Power Omni E4 Pro Max. Nghe chữ Pro Max này đã có cái kiểu nó copy Pro Max của iPhone sang rồi. Đấy. Đây các bác nhá. Máy đây. Hình ảnh nội thất thì em cũng không tháo làm gì, bởi vì bên hãng họ có đăng ở trên website của hãng nên em không tháo. Để em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau của cục đẩy này nhá. Mặt sau của cục đẩy và cái tính năng của nó thì ở đây nó có một cái cầu chỉ nguồn. Thay vì những cái các loại khác nó có con Zone Breaker, con này thì có cầu chỉ nguồn, cửa ra loa kiểu này, kiểu giáp bắp chuối mà các bác chơi jack speak công. Ví dụ các bác mà muốn cắm tiện lợi luôn, tức là ví dụ các bác chơi một cửa jack này nhá, các bác muốn đánh hai loa được luôn nhá. Đấy, các bác cắm một jack speak công ở đây, cộng 1-1 là kênh A, cộng 2-2 là kênh B. Đấy, trên một cửa jack này. Đấy, còn cửa B này, kênh B này thì các bác chỉ có cộng 1-1 thôi, cộng 2-2 không đấu ở đâu cả. Đấy, còn các bác mà muốn dồn hai kênh là một trên một cầu jack thì các bác cộng 1 trừ cộng 1 là cực dương, cộng 2 là cực âm. Đấy, bên này cũng vậy. Đánh dồn hai kênh là một, ví dụ tại vào đây này. Một kênh này, kênh A là cực dương này, kênh B là cực âm này. Đấy, dương của kênh A là dương của loa, dương kênh B là âm của loa. Các bác gạt về chế độ bright. Đấy, gạt sang này. Đánh tải 4 ohm là 4000W, tổng công suất máy ra hết cỡ luôn. Đấy. Technology from USA, Mazda in PRC. Nguồn công xuất xứ rõ ràng. Đấy, nói chung là thế. Tất tần tật những cái gì em biết thì em kể hết rồi. Cái này hiện tại em cũng rất là muốn test thử với mức công suất tối đa luôn. Test hết cỡ luôn nhưng mà không có súp kép nên đây là em không test thử được. Cái này nó có hai điểm cái là các bác ví dụ các bác đánh loa 8 ohm, các bác gạt clip về 8 ohm. Các bác đánh loa 4 ohm, các bác gạt clip về 4 ohm.
thì nó khi nào đỉnh điểm công suất nó sẽ báo clip ở trên cái đèn ở mặt trước kia. Đấy, ghim là D này, lựa chọn tín hiệu đầu vào là 0.75 à, 0.17V này, 1V này, 1.5V này. Đấy, NPF pass. Con này là chức năng cắt cái tiếng bass thường thường này để thả này. Đánh nó full thì cắt, đánh nó full này thì các bác gạt lên, nếu mà có trầm thì gạt lên, còn không có trầm thì các bác gạt sang pass này. Đấy, rất là tay. Quạt đây, dây nguồn đây. Nói chung con này nó cũng được, qua một ngày trải nghiệm thì nói chung cũng được, nhưng mà cơ bản là em vẫn không ưa một cái này như này. Mặc dù hàng mang thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và được PR quảng cáo rất là rầm rộ tại Việt Nam, nhưng vẫn một cái nỗi muôn thuở, không hiểu hãng thế nào, chứ em phải nghiêm khắc phê bình anh em đại diện của bên công ty bên hãng là làm đằng sau nó làm chi tiết đầy đủ hơn, chứ làm nó cũng nhiều cái sơ sài quá. Đấy, em sẽ mở hết ra nha, nghiêm khắc phê bình luôn chứ không phải là đùa đâu. Đây các bác đang xem đây, nguyên đang nguyên kiện bìa này, cứ bao này. Bây giờ qua bao nhiêu lần đề xuất và nhắc nhở thì bên hãng cũng có cải tiến, đó là thân thiện với môi trường, là chơi toàn giấy, không có bìa ni lông nữa. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điểm ở đây là quyển hướng dẫn sử dụng theo kiểu là rất giống cái hàng mà em không muốn nói. Em lật tờ cuối cùng để cho các bác tự xem tự biết. Các bác nhìn này, xe A này, K4, K2, K4, K6, K9, K12, K18 và K20. Đấy. Thì nói chung là con này là nó nằm trong cái phân khúc là K18 này. Đấy. Thì nói chung là công suất đây nó ghi đây thì có thể là sai số do em tính qua. Đấy. 8 ohm này, 1001 này, 4 ohm này, 1650 này. 8 ohm dồn hai kênh là 1 này, 3003, 4 ohm dồn hai kênh là 1, 4004, kinh nhỉ. Chém gió kinh không? Chém gió rất là khiếp đúng không ạ? Trọng lượng đây 47 cân, một đo đây cân đây có 20 mấy cân. Đấy, nhưng mà cân hiện tại là có 20 mấy cân nhỉ? 19 cân không phải 20 mấy cân. Nếu mà trọng lượng hiện tại tương ứng với cục đẩy này thì không có nào ở trong đây. À đây nguyên kiện. Thì nó bằng cái con này. Trông các bác nhìn thấy có chán không? Lại không khớp với nhau gì cả. Công suất đầu ra thì ngang ngửa cái con số phần cao nhất, mà trọng lượng cân khi cân lên thì lại vẫn còn ít cân hơn cái con ít cân nhất. Đấy. Bó tay, nói chung là lần sau hãng nên chú ý cái này. Đăng clip lên đây để anh em bên hãng để ý cái này, chứ không theo kiểu này hàng chợ quá. Các bác lại bảo ông bán hàng chợ mà ông quảng cáo rầm rộ như hàng xịn, như đúng rồi. Nhiều các bác đánh giá em thế này thế kia. Không, em bán hàng rất khách quan nhé. Khen bảo hay. Đấy. Khen là đã hay là phải khen. Còn nếu mà không được thì em sẽ chê bình thường. Mặc dù đại diện cho hãng nhưng vẫn chê bình thường. Bán hàng nó khách quan đến để các bác yên tâm. Là bên em bán hàng rất là khách quan, chứ không có thiên vị bất cứ anh em nào cả. Đây, đại diện cho QT gọi điện nhắc nhở anh phải xem lại thôi, chứ em bán hàng khách quan, chứ em review khách quan, chứ em có phải là dìm hàng đâu. Ok không ạ? Đây nhá, E4 Pro Max. Đấy, các bác nào quan tâm đến cục đẩy này thì hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhá. Tiện đây em xin phép được đọc cái giá mà anh em gọi là phá giá luôn. Đấy, đọc cái giá mà anh em gọi điện nhắc nhở luôn. Thì con này giá cũ, giá ngày trước mà em nhập về là 4.500.000 đồng. Đấy, và giá cho các bác rẻ hơn 200.000 là 4.3 triệu. Đấy, trong một số thời điểm. Lưu ý là 4.3 triệu. Trong một số thời điểm. Đấy, trong một số thời điểm đây là lịch khuyến mại. Và luôn giá cho các bác duy nhất từ ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 2021 đến hết ngày 30 thôi, hết ngày 30 tháng 12 năm 2021 là hết khuyến mại. Tức là từ giờ đến cuối năm, hết Tết Dương lịch là bán cho các bác là 4.3 triệu. Ok không ạ? Là còn tặng thêm cả cho các bác là cái jack spec công để đấu vào loa hoặc là đấu xong đẩy đây, tặng cho các bác một cặp jack trị giá là vào 80.000, tặng luôn cho các bác. Ok không ạ? Bán giao lưu tặng quà tí. Đấy. Nếu mà cái này mà nằm trong chốt hơn nữa thì em sẽ clip unbox. Cố gắng lấy mấy cái hàng về không phải là test tại chỗ luôn. Do là cũng háo hức mà cũng muốn để chắc chắn luôn nên là em đã test tại chỗ trước khi trở về nhà, nên là đã tháo tung ra này. Còn trong clip lần sau là lấy 3 đến 5 cục về, hay là thi thoảng lấy về vài ba cục nguyên đai nguyên kiện unbox cho các bác xem. Không để các bác này bảo là
Thế nọ thế kia khó nói đúng không ạ? Ok, chỉ có một cục đẩy thôi, nó bốc quét tận hơn 10 phút đồng hồ rồi, nên là các bác nào quan tâm đến sản phẩm liên hệ trực tiếp nhé. 4.300.000 đồng bao ship cho các bác. Đấy, từ giờ đến hết Tết Dương lịch là hết khuyến mại. Đấy, ví dụ sang ngày 1/1/2022 thì là không còn cái giá tốt đâu. Đấy, giá tốt nó chỉ tốt hơn 200.000 so với bình thường thôi. Ok không ạ? Xin kính chào các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nha.